Các bác thân mến, tiếp tục cả video clip lần này em sẽ phối ghép và tiết âm gửi đến các bác về bộ cấu hình gồm có cặp loa Tannoy D500 đến từ Anh Quốc. Thứ hai đó chính là chiếc âm ly Akufei E303X và thứ ba đó chính là chiếc đầu CD Tech 25XS đến từ Nhật Bản. Đây là một bộ cấu hình đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Âm thanh của nó đem đến rất là mềm mại, ngọt ngào và chi tiết. Đối với cặp loa Tannoy D500 thì có mức giá là dưới 50, còn đối với chiếc âm ly Akufei E303X thì có mức giá nhỉnh hơn 40 một chút. Còn đối với chiếc đầu CD Tech 25XS, đây là mẫu đầu thuộc dòng 2-1. Nó vừa chạy đĩa CD, ngoài ra có tính năng giải mã DAC. Đây là mẫu đầu cao cấp của thương hiệu Tech. Và chiếc đầu này có mức giá rất là tốt với mức giá là 29 triệu đồng. Các bác được sở hữu ngay một chiếc đầu cao cấp như thế này. Và sau đây thì xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ muốn nói lên trọn lời em đẹp, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy giờ gió núi sâu sông khơi tan vỡ mâu, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẻ. Mong
cách biệt, hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ, nhưng anh hôm nay thấy mưa trở về. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức chất âm rất là mềm mại, ngọt ngào, chi tiết trên bộ ba sản phẩm này rồi. Các bác nghe thấy tiếng chép của nó rất là tơi, mịn, trung âm thì lồng lộng, thanh thang rồi. Và tiếng chép của nó, tiếng bát của nó rất là mềm mại. Như vậy thì các bác thấy đây là bộ cấu hình rất là tuyệt vời để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu về bộ cấu hình này. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.